Chào các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực truyền thống. Hôm nay thì mình sẽ vào bếp để chia sẻ với các bạn cách để nấu được một món xôi ngon. Và hôm nay mình nấu xôi đậu xanh mà nó ngon, tơi, xốp như là xôi vò vậy đó. Và làm sao để chúng ta có được một cái món xôi rất là ngon, hấp dẫn và đơn giản. Các bước làm cực kỳ đơn giản thì mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để làm món này các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để chia sẻ với các bạn cách nấu xôi ngon. Và hôm nay thì mình sẽ làm món xôi đậu xanh các bạn nhé. Ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 300g nếp cái hoa vàng đã ngâm trước 10 tiếng. Và khi mà ngâm thì được 5 tiếng các bạn đổi nước một lần để cho nó không bị chua gạo. 150g đậu xanh. Đậu xanh này thì các bạn cũng sẽ ngâm trước cho mình 10 tiếng, ngâm cùng với ngâm gạo để khi mà các bạn xôi cái phần xôi nó được ngon và nó bở chứ nó không có bị cứng nhá. Đấy, để một cái món xôi nó được mềm và bóng thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây đó là 3g muối. Muối này nó sẽ làm cho xôi có cái vị đậm đà hơn. Và làm cho xôi mềm thì các bạn đừng quên 10g dầu ăn nhé. Nếu các bạn mà không thích dầu ăn, các bạn có thể sử dụng mỡ heo. Đây, và để cho cái phần xôi khi mà các bạn đồ xôi nó được ngon, không bị ướt, không bị nhão thì các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái khăn vải như thế này này. Đấy, cái này mình mua, nó đồ xôi, chuyên sử dụng đồ xôi. Cái này nó giống như cái vải màn đấy. Và một cái khăn để các bạn bọc lại cái phần nắp thì nước nó sẽ không có bị rớt xuống làm cho xôi bị nhão các bạn nhé. Gạo này thì bây giờ các bạn sẽ đem đi để đổ ra một cái rổ và để ráo nước nhé. Phần gạo sau khi mà các bạn đã vớt ra để ráo nước như thế này rồi thì bây giờ các bạn sẽ cho cái phần đậu xanh. Phần đậu xanh các bạn cũng để ráo nước. Đó, các bạn trộn đều lên. Còn muốn ăn giống xôi vò thì các bạn sẽ cái lượng đậu xanh ấy, nó sẽ bằng 2/3 lượng nếp. Bây giờ thì các bạn sẽ cho cái phần muối vô nha. Các bạn cho hết phần muối này, trộn đều nó lên để cho nó được ngấm. Và bây giờ để cho cái phần xôi nó được bóng và mềm, được áo một cái lớp dầu thì các bạn sẽ cho vào đây nhé. Mình nhớ là trộn cái phần muối trước để gạo và đậu xanh nó được vừa vặn, sau đó thì các bạn mới thêm dầu ăn vào đây. Trộn đều lên thì cái xôi khi mà mình xôi xong nó mềm. Và các bạn để cho mình 10-15 phút. Trong lúc mà mình chờ cái phần nguyên liệu này nó ngấm gia vị rồi thì mình sẽ đi chuẩn bị cái chõ xôi nhé. Trong lúc mình làm cái phần này thì các bạn hãy chuẩn bị một nồi nước đi. Một nồi nước đun thật sôi lên, sau đó chúng ta mới cho cái phần xôi vào. Các bạn lót ở phía đáy của nồi như thế này này. Nó không bị dính nồi mà lại còn khi mà mình làm xong ấy, nó rất là dẻo, nó không bị ướt nước. Chúng ta nên mua một cái này nhé. Và cái phần nắp thì các bạn sẽ buộc túm lại như thế này để khi mà mình hấp cái phần nước nó bám vào cái vải này, nó không bị rơi xuống phần xôi. Và đây, phần chuẩn bị nước hấp cũng rất quan trọng các bạn nhé. Nếu như mà các bạn sử dụng ít nước thì xôi lâu chín và nó hay có cái mùi khét cháy cháy á. Bởi vì là mình hấp xôi là mình phải hấp lửa trung bình lớn thì nó rất dễ bị cạn. Còn nếu như các bạn hấp nhiều nước quá thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là xôi của chúng ta nó bị ướt nước, bị nhão. Cho nên
cái điểm nước lý tưởng nhất để chúng ta hấp sôi đó là bằng 1 phần 3 cái nồi này. Cái nồi này các bạn chia ra thành 3 phần thì các bạn sử dụng 1 phần 3 lượng nước, như vậy là vừa đủ các bạn nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ bật bếp để đun sôi cái phần nước này lên, sau đó chúng ta mới cho sôi vào để hấp. Trong lúc chờ phần nước được thì mình sẽ cho cái phần sôi vào đây. Đó là những bước rất đơn giản để chúng ta có được một cái món sôi ngon. Để có nhiều hơi bốc lên thì các bạn sẽ dàn mỏng cái phần sôi này ra và để một cái lỗ thoáng lớn ở giữa như thế này để cái phần hơi nước nó lên được đều. Với 300g như thế này thì các bạn sẽ hấp trong khoảng thời gian là 20 phút là cái phần sôi này nó đã chín các bạn nhé. Nếu nhiều hơn thì các bạn sẽ tăng cái thời gian lên, ví dụ nửa cân hay là một cân thì mình sẽ hấp trong khoảng thời gian là 30 phút đến 45 phút các bạn nhé. Khi mà các bạn thấy phần nước nó bắt đầu sôi lên như vậy rồi thì các bạn sẽ cho cái xôi chúng ta đã chuẩn bị vào đây để đem hấp nhé. Và lúc này thì các bạn sẽ hấp cho mình ở lửa trung bình cao. Nhà mình sử dụng bếp từ thì mình sẽ có 10 mức thì mình sẽ sử dụng ở mức 7. Còn nếu có 9 mức thì các bạn sử dụng ở mức 6 nhé. Làm sao để cái phần hơi nước nó bốc lên được nhiều nhưng không nhiều quá. Nhiều quá thì xôi nó sẽ nhão và nó ướt. Các bạn sẽ cùng chờ với mình sau 20 phút nữa các bạn nhé. Phần sôi sau khi mà các bạn hấp được 20 phút đây. Sau khi hấp được 20 phút đây thì các bạn sẽ kiểm tra nhé. Các bạn kiểm tra nếu như cái phần đậu xanh nó mềm được như thế này và cái phần sôi các bạn thấy nó dẻo lên là được. Lúc này thì các bạn sẽ dùng cái thìa để các bạn đảo đều nó lên. Các bạn đừng tắt bếp vội nhé. Mình sẽ đun mở vung như thế này khoảng tầm 5 phút để các bạn làm cho cái phần đậu xanh nó nát ra. Các bạn sẽ làm cho cái phần đậu xanh nó nát ra để nó quện lại với cái phần nếp. Ăn nó sẽ được ngon hơn rất là nhiều. Và các bạn làm khi nó còn nóng như thế này nhé. Đấy. Mình mở vung mình hấp thêm tầm 5 phút nữa. Và các bạn thấy không, nó không hề bị ướt nước một chút nào cả, mặc dù là mình hấp ít sôi thôi. Nhà gia đình mình ít người cho nên là mình ít khi mình nấu nhiều lắm. Nấu nhiều chỉ hôm nào có cỗ thôi. Đấy, còn bình thường nấu ăn thì các bạn sẽ dùng cái chõ sôi này thêm vào cái khăn ở dưới. Các bạn có thể sử dụng cái khăn màn này hoặc là dùng cái khăn cốt tông hoặc khăn mà các bạn ủ bánh mì ấy, nó không bị dính. Đấy, các bạn thấy không, nó rất là ngon. Đấy, khi mà các bạn đánh được cái phần đậu xanh nó nát ra để nó quện vào cái phần nếp như vậy ấy, thì nhìn nó rất là giống cái phần xôi vò, ăn cực kỳ ngon luôn và nó bở lắm đó. Nhớ nha, khi mà mình đánh như thế này mình vẫn bật bếp khoảng tầm 5 phút là được. Sau khi mà các bạn đun xong thêm được 5 phút nữa thì các bạn sẽ tắt bếp nhé. Lúc này thì các bạn sẽ lấy cái phần xôi ra, nó rất là dễ. Và các bạn thấy không, nó không hề bị vón cục một chút nào cả. Xôi rất là tơi này, xốp này. Nó nhìn ngon đúng không các bạn? Nếu như các bạn mà cho nhiều cái phần đậu xanh hơn nữa ấy, thì nó sẽ rất là giống cái phần xôi vò. Còn ở đây thì nó hơi ít cái phần đậu xanh đó. Nhưng mà như thế này thôi nhìn đã cũng rất là hấp dẫn rồi đúng không các bạn? Xôi thì tơi, ngon. Đó. Đó các bạn ơi. Và đến đây thì mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.